Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Công an Quảng Ninh sẽ xác minh vụ nhà xe bị tố hành hung bỏ rơi khách giữa cao tốc. Nam em nhập viện cấp cứu trên đường đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Nổ bình khí nén trong doanh nghiệp một công nhân tử vong. Vụ cháy gara ở Cần Thơ hơn 13 ô tô bị cháy thiệt hại 10 tỷ đồng. Xếp hàng dài làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sau Tết ở Hà Nội. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ thông tin hành khách bị một nhà xe chặt chém, đuổi xuống giữa đường và bị hành hùng. Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin kèm hình ảnh chia sẻ một hành khách bị chặt chém giá khi di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh trên chiếc xe mang biển kiểm soát 14B04278. Cụ thể một tài khoản Facebook chia sẻ, mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo Đi Hà Nội Bắc Ninh 200.000 đồng, Hà Nội Uông Bí 400.000 đồng, Hà Nội Móng Cái 500.000 đồng. Không đồng ý trả vé cao nhà xe dở giọng côn đồ, đòi mỗi khách 200.000 đồng rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu đuống. Thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành vi côn đồ của nhà xe, đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ xử lý nhà xe nếu vi phạm. Trước sức nóng vụ việc chiều 28 tháng 2, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nắm được sự việc và cho lực lượng vào cuộc xác minh làm rõ thông tin. Thông tin từ dữ liệu đăng kiểm cho thấy, chủ xe khách mang biển kiểm soát 14B04278 là VTT ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Số người cho phép chở trên xe là 10 người, xe không đăng ký kinh doanh vận tải và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Chiếc xe khách được kiểm định ngày 3 tháng 11 năm 2022, thời hạn kiểm định đến ngày 2 tháng 5 năm 2024. Ngày 28 tháng 2 khi đang trên đường đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, theo giấy mời, Hoa Khôi ca sĩ Nguyễn Thị Lệ Nam Em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định và phải nhập viện cấp cứu. Vì thế cô không có mặt tại buổi làm việc như lịch trình triệu tập của cơ quan chức năng. Ngày 28 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời Nam Em lên làm việc nhằm cung cấp các thông tin về việc live stream trên các tài khoản mạng xã hội của cô. Tuy nhiên khi đang trên đường đến sở làm việc, thì nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định phải nhập viện cấp cứu. Ông Bùi Hữu Cường hiện là quản lý của nam em đã thay mặt cô đến sở làm việc. Tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Hữu Cường trình bày lý do nam em không thể đến làm việc theo giấy mời của sở, đồng thời cam kết khi cô hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng như triệu tập. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội định kỳ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Hồi, có đề cập vụ việc liên quan đến hoa khôi ca sĩ Nam Em livestream gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý theo đúng quy định pháp luật về vụ việc này. Ông cũng nhấn mạnh việc cơ quan quản lý sẽ kiên quyết xử lý những người lợi dụng mạng xã hội để thu hút, lôi kéo dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật. Trước đó, Hoa Khôi ca sĩ Nam Em thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng xã hội, trong đó có những phát ngôn ồn ào gây tranh cãi. Trong các buổi livestream, cô tuyên bố bóc trần sự thật showbiz và đưa ra những phát ngôn thiếu kiểm chứng về đời tư của một số người nổi tiếng, hạ thấp danh dự các nghệ sĩ người mẫu Quế Vân và ông Hữu Cường cũng có một số lần tham gia các live stream. Xung quanh vụ việc này còn xảy ra ồn ào chuyện một nhóm người đến nhà nam em gây số trật tự trong mấy ngày qua. Một vụ tai nạn lao động do nổ bình khí nén vừa xảy ra tại phân xưởng sản xuất của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Hiệp ở tỉnh Phú Yên khiến một nam công nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 18 giờ 50 phút tối ngày 28 tháng 2, một vụ nổ bình hơi nén bất ngờ xảy ra tại phân xưởng sản xuất chế biến bột cá trong công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp phát triển, tọa lạc tại lô B4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, thuộc địa phận khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vụ nổ khiến cho nam công nhân Nguyễn Anh Dũ, sinh năm 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, bị thương nặng, một mảng mái nhà khung tiền chế bị sập đổ, nhiều công cụ, linh kiện, thiết bị hư hỏng. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay cả khi xảy ra vụ tai nạn, Công an Phường Hòa Hiệp Bắc và Công an Thị xã Đông Hòa khẩn trương phong tỏa khu vực phân xưởng sản xuất chế biến bột cá tại doanh nghiệp trên để tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên khám nghiệm nạn nhân để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ cháy gara ở Cần Thơ, theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng 13 xe ô tô của khách hàng sửa chữa tại gara bị cháy, trong đó có 3 ô tô bị cháy toàn bộ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Tối 28 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến thăm hỏi động viên gia đình chủ tiệm gara ô tô tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, nơi xảy ra vụ cháy và sáng cùng ngày gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trước đó lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở sửa chữa, mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu, số 61, đường Mùng 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo các nhân viên làm việc tại gara, lửa bùng phát từ khu vực phía sau rồi lan mạnh ra khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa, phụ tùng, thiết bị. Hàng chục nhân viên và thợ đã dùng hơn 10 bình chữa cháy cố dập lửa nhưng không thành nên hô hoán mọi người tháo chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ đã điều động 9 xe chữa cháy và 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Đến gần 12 giờ, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản, thiết bị, phụ tùng cùng nhiều ô tô trong xưởng bị thiêu dụi. Tòa nhà một trệt hai lầu với diện tích khoảng 450m2 bị hư hỏng nặng. 13 xe ô tô của khách hàng sửa chữa tại gara bị cháy, trong đó 3 xe bị cháy toàn bộ, ước thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện máy bơm bên trong phòng sơn của gara ở tầng trệt. Được biết, gara ô tô trên hoạt động hàng chục năm nay là một trong những gara lớn ở Cần Thơ. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 28 tháng 2, Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã Trần Kim Tử Long, 32 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, có liên quan trong vụ dùng súng gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường Thanh Phước, thị xã Bình Minh. Tối 21 tháng 5 năm 2023, Kiệt và An tụ tập ăn nhậu với Trần Kim Tử Long, Trang Hoàng Trung, 22 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn và Đặng Hoàng Phong, ngụ xã Đông Thạnh. Cả nhóm bàn đi tìm thương để giải quyết mâu thuẫn. Dù chưa xác định được thương, vừa tới nơi đối tượng An cầm súng bắn anh B và bắn hai phát vào một quán cà phê, làm nhiều người chạy tán loạn. Lúc này, Phong cũng cầm dao chém bể kính cửa sổ nhà người dân. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã mời những người liên quan trong vụ việc gây dối trên lên làm việc, riêng Long bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại nhà của Hoàng Văn Phí, sinh năm 1975, trú tại đường Nguyễn Đình Lộc, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, có nhiều đối tượng tụ tập biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 27 tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang trong căn nhà trên 14 đối tượng gồm 8 nam 6 nữ có địa chỉ cư trú ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền là trên 647 triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác. Quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cũng trong ngày 28 tháng 2, Công an Phường 8 và Công an thành phố Đà Lạt Lâm Đồng phối hợp đưa hai đối tượng đến đường Nguyên Tử Lực để dựng lại hiện trường vụ trộm cắp bình ác quy ô tô. Trước đó vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 2, Công an Phường 8 nhận được tin báo của một người cư trú tại địa phương là ông Trần Đình Tuấn, 49 tuổi, về việc chiếc xe tải mang biển số 49C18060 đang đậu tại địa chỉ 42 Nguyên Tử Lực bị gỡ trộm hai bình ác quy. Công an Phường 8 đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Lạt truy xét ngay trong ngày đội cảnh sát hình sự đã bắt được các đối tượng nghi vấn là BVH 24 tuổi quê Thừa Thiên Huế và NTC 15 tuổi quê Bình Thuận hiện không có nơi ở cố định. Công an huyện Bến Lức Long An vừa bàn giao Lưu Phi Khải 34 tuổi, Nguyễn Tấn Phát 31 tuổi, Trịnh Hoài Phong 31 tuổi cùng huyện Bến Lức và Văn Bằng 32 tuổi quê Cà Mau cho công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi sát hại người, trong đó Khải là nghi can trực tiếp sát hại ông Duy. Theo công an, khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 2, ông Duy ngồi chơi trên lề đường gần nhà trong con hẻm khu phố 8 thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Lúc này gần khu vực xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến xô xát dù không liên quan nhưng Duy bị Khải cùng với đồng bọn lao đến đánh, đâm trọng thương. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiều 28 tháng 2, thông tin từ vùng 3 Hải quân cho biết các cán bộ chiến sĩ trạm radar 3511, trung đoàn 351 vừa cứu vớt được 4 ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị lật ghe khi đang khai thác hải sản trên biển. Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định, tất cả ngư dân trú tại thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Đến 14 giờ 40 phút, đơn vị đã phối hợp với người dân kéo ghe vào bờ an toàn. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán Giáp thì năm 2024, rất đông người dân đã đến điểm cấp đổi giấy phép lái xe, xếp hàng dài để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự báo trong những ngày tới, lượng người dân đến làm thủ tục vẫn sẽ đông. Do đó, Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin về việc đã ủy quyền cho các huyện làm thủ tục cấp lại và đổi giấy phép lái xe cùng với đó để đáp ứng nhu cầu của người dân tại hai địa điểm võ trí công và cao bá quát sở giao thông vận tải hà nội đã bố trí thêm máy móc trang thiết bị và tăng cường cán bộ để tiếp nhận hồ sơ trường hợp số lượng nhu cầu giải quyết trong ngày vượt quá năng lực phục vụ cán bộ sở giao thông vận tải hà nội sẽ hướng dẫn công dân lấy vé đặt lịch hẹn giải quyết công dân đã đăng ký lịch hẹn đến đúng thời gian hẹn sẽ được giải quyết luôn không phải xếp hàng chờ đợi Đồng thời, Sở tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hiện tại, Sở tổ chức 7 địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe gồm số 258 Võ Trí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, số 16 Phố Ca bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa, bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên và bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây. Chợ phiên Bắc Hà nằm tại thị trấn Bắc Hà, cách thành phố Lào Cai 70 km di chuyển và từng được bình chọn là một trong 10 phiên chợ độc đáo nhất Đông Nam Á với những nét sinh hoạt riêng biệt ít thấy. Chợ Bắc Hà nằm ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, mỗi tuần chỉ họp một lần duy nhất vào ngày Chủ nhật, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, Chợ phiên Bắc Hà còn là nơi giao lưu gặp gỡ của đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số mang đậm nét văn hóa truyền thống, cuộc sống đồng bào các dân tộc miền núi. Bởi thế, chợ phiên Bắc Hà ngày càng thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài tới tham quan tìm hiểu. Chợ phiên Bắc Hà họp rất sớm nên trên khắp các ngã đường, người dân rã dấu nhau đi từ sớm, có những người ở xa còn phải đi từ sáng hôm trước. Thường người dân trong vùng chờ đến ngày họp chợ phiên sẽ vào mua những đồ cần thiết cho một tuần sinh hoạt, còn du khách đến chợ chủ yếu dành thời gian thăm quan tìm hiểu văn hóa và giao lưu với người dân bản địa qua ẩm thực địa phương giao lưu văn nghệ món ăn độc đáo của chợ phiên bắc hà và cũng là món ăn truyền thống của người dân tây bắc mang đậm đà bản sắc dân tộc như thắng cố phở chua bắc hà bánh đúc ngô bánh dày và bánh trưng đen ngoài ra còn có những sản phẩm có thể mua về làm quà như thịt trâu thịt lợn gác bếp Chợ Bắc Hà được chia thành từng khu vực với nhiều khu vực bán hàng riêng biệt, khu gia súc gia cầm, khu vực tạp hóa, nông cụ sản xuất như cày cuốc sẻng dao hay khu bán đồ thổ cẩm, đồ trang sức, khu nông sản địa phương và khu ẩm thực. Chợ phiên Bắc Hà có lẽ là khu chợ duy nhất vẫn còn giữ được nét truyền thống lâu đời trong văn hóa buôn bán vùng cao đến tận ngày nay. Những sự hoang sơ sắc màu của đồng bào dân tộc đều hội họp tại chợ phiên Bắc Hà, có lẽ cũng chính vì vậy mà đây là trở thành tâm điểm du lịch cho du khách cả trong và ngoài nước khi có dịp ghé thăm vùng đất Lào Cai. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.